Xin chào tất cả các bạn. Sau đây các dấu năm Việt xin phép được giới thiệu cách sử dụng con dấu tên cũng như là cách đổ mực và bảo quản con dấu tên. Dấu tên thông thường sẽ gồm có 3 chữ: họ, tên đệm và tên. Cách sử dụng cũng rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần đóng vào giấy hình ảnh như thế này thì chúng ta đã có mẫu dấu tên rất đẹp và tiện dụng. Cách đổ mực vô cùng đơn giản. Các bạn có thể quan sát con dấu. Đây là phần thân dấu và ở giữa con dấu đường kẻ chì này là khay mực. Chúng ta chỉ cần đẩy khay mực ra, sau đó rút khay mực. Bước tiếp theo các bạn có thể nhỏ mực vào khay bằng thao tác như thế này. Sau đó lắp tiếp tục khay mực vào con dấu và tiếp tục sử dụng. Chỉ với các bước đơn giản như thế này, chúng ta đã có một con dấu rất hiện đại và tiện dụng. Cảm ơn các bạn lắng nghe.